Vy ơi, cô mặc đồ đi đâu đó? Em đi ra tàu hẹn ăn với bạn tí. Mặc đồ này mình đi ăn á. Anh cho em tiền đi. Anh mới cho tiền em hôm qua. Tại sao hôm nay lại xài hết nữa rồi? Nhà thì có hai anh em mà, tại sao em không xài tiết kiệm hết? Nó nhiều ghê phải không? Trời cũng đã trễ rồi, hãy để anh chở em đi nha. Thôi, không cần đâu, khỏi để cửa nhé. Cho em gửi quý khách à. Quý khách dùng gì vậy? Cho em một ly cà phê sữa nha. Dạ có ngay à. Dạ quý khách à. Đây làm gì đó? Em nhớ anh cho nên mới tới. Phải không? Em tới đây lại xin tiền nữa. Anh, gần đây có mở một nhà hàng, nhiều đồ ăn ngon lắm. Anh cho em xin ít tiền đi. Anh chỉ còn bao nhiêu đây thôi. Cuối tháng anh ấn lương, anh sẽ cho em thêm. Có mua cơm cho em nữa nè. Ngày nào ăn mấy thứ này, chán ngấy lắm rồi. Thì em ăn gì đến mua cho em ăn nha. Tôi chỉ muốn ăn nhà hàng thôi. Tôi lỡ hẹn với bạn hết rồi. Giờ không có tiền, mặt mũi đâu tôi nhìn bằng nó. Thôi em chịu khó đi. Cuối tháng anh sẽ lãnh lương, rồi anh cho tiền em đi ăn nhà hàng nha. Cô gái này khá bướng bỉnh, nhưng bản chất không phải là người xấu. Nhìn cái gì? Tiền bạc, quần áo xa xỉ, nhà hàng đắt tiền, những buổi đi chơi thâu đêm. Mất những điều đó, cô không sao. Nhưng mà nếu mất đi người thân của mình, cô có thấy hối hận không? Nói đại lý gì vậy? Định tự của đó nghi ngờ. Nếu như bây giờ cô không đối xử tốt với anh của cô, thì tôi e rằng chỉ một lát nữa thôi, cái giá phải trả của cô rất là đắt. Nè bạn, chuyện của gia đình tôi thì liên quan gì đến bạn? Em làm cái gì vậy? Xin lỗi quý khách à. Con bé nó có tật hay nói to, nó không có ý gì đâu. Mong bỏ qua à. Còn em mau đi về đi, anh còn nhiều việc lắm. Về đi. Dạ xin lỗi ạ. Thế cả công tới đây đã không được tiền mà gặp con điên. Mất mà.
không có tiền đặt gì đâu không. Anh cô sắp gặp tai nạn đó, có thể cô không tin, nhưng việc cần làm bây giờ là hãy đối xử tốt với anh cô, nếu không cô sẽ phải hối hận đó. Mày bị điên à? Tao không có thời gian nói chuyện với mày. Tao thích đối xử với anh ta như vậy đó. Bớt lo chuyện bao đồng đi, kẻo có ngày gãy răng. Cô gái này khó bảo thật. Thôi thì cứ để sự việc xảy ra cho cô ta một bài học mới được. Anh kia đâu mày? Cái gì đây? Tiền đâu? Tiền đâu? Tiền. Không có tiền. Được tiền mày. Giờ thì cô đã sáng mắt ra chưa? Tôi nói rồi mà không nghe. Cô ơi, chờ tôi với. Muộn màng rồi. Lúc tôi khuyên cô còn tát tôi. Đối xử tệ bạc với anh trai cô. Đây là cái giá mà cô phải trả. Tôi sai rồi. Làm ơn cứu anh trai tôi với. Không phải là không có cách, nhưng mà cách này cô phải đánh đổi. Tôi đồng ý. Cách gì? Đó là bằng chính mạng sống của cô. Tôi đồng ý. Giây phút đáp ứng nguyện vọng cũng chính là thời khắc trao đổi. Mày bị điên à? Tao không có thời gian nói chuyện với mày. Tao thích đối xử với anh ta như vậy đó. Bớt nói chuyện bao đồng đi. Có ngày để ăn đó. Một tí nữa hãy ngăn anh trai cô đi vào con hẻm tối đó, đồng thời báo cảnh sát để hỗ trợ cô, nếu không cô sẽ phải hối hận đó. Con điên, nó tào lao gì đâu không? Sao nó biết suy nghĩ của mình vậy ta? Hẹn đi trước mà không thèm mặt máy. Đang nghe máy gì ta? Cô làm gì vậy? Cô có gọi tới tối cũng không ai nghe máy đâu. Cô, bộ cô là phù thủy hay sao? Phải biết hết những chuyện này. Không, tôi chỉ là một nữ sinh bình thường thôi. Tuy nhiên tôi không thể làm ngơ trước sự việc sắp xảy ra đến với cô và anh cô. Nhìn cô cũng không phải là một người xấu, cho nên tôi hy vọng cô đừng làm chuyện gì để phải hối hận trong tương lai. Thời gian cũng sắp hết rồi đó. Nhanh gọi điện thoại cho anh cô đi. Giờ này chắc anh ta cũng đi mua xong chiếc áo cho cô rồi đó. Anh hả? À, em hả? Anh đang ở đâu vậy? Anh mời mua cho em chiếc áo hôm trước em thích nè. Giờ anh chuẩn bị về nhà. Đợi anh tí nha. Tại sao đến cả những chuyện này cô cũng biết? Tôi đã nói rồi mà. Đi nhanh thôi kẻo buồn. Sao vậy? Sao vậy? Em xin lỗi. Em không có lỗi xin. Em là đối xử không tốt với anh. Không sao đâu, em cứ bình tĩnh đi. Xe cứu thương sắp tới rồi. Em cố lên, không có sao hết. Con nhỏ này nó linh tinh. Không có sao hết. Không kịp đâu. Ngân!
hãy trân trọng những khoảnh khắc với người thân chúng ta, từng giây, phút ở hiện tại. Đừng để xảy ra sự việc đau lòng để rồi hối hận muộn màng. Ai đừng yên, người yên, mình bước vô. Nhìn liếc qua hình cái. Rồi, đây là chua, chua thì nó được giải là địch theo nhạc.